Đây chính là sự hội tụ, một chiếc áo tàng hình với công nghệ quang học vượt trội nhất. Với 36.000 cảm biến trong suốt được gắn lên, có thể khúc xạ ánh sáng xung quanh mà không có góc chết. Đưa người sử dụng vào trạng thái tàng hình hoàn toàn, mà người đã phát minh ra công nghệ vượt qua thời đại này chính là S. Ông Trùm Quang Học, nhưng đó là một kẻ vô cùng biến thái. Anh ta để ý từ trang phục đến lời nói, ngay cả phương diện tư tưởng đều quản lý bạn gái của mình rất chặt chẽ. Thậm chí trong nhà cũng lắp đầy đủ camera và hệ thống báo động. Daisy không thể chịu đựng được cuộc sống không chút tự do này thêm nữa. Buổi tối hôm đó, cô ấy cho Ed uống thuốc an thần để anh ta chìm vào giấc ngủ say. Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này, để tránh Ed tìm thấy chính mình. Daisy có nhà nhưng cô không thể quay về đó, chỉ có thể ở nhờ nhà anh bạn Black của mình. Lại một tuần nữa trôi qua, cô ấy thậm chí không dám ra ngoài. Cho đến ngày hôm đó, chị gái cô đã mang đến một tin tức rằng Ed đã chết. Daisy không phải lo lắng nữa. Ngày hôm sau, anh trai của Ed đã mang một bản di chúc đến. Đây là 5 triệu đô la Ed để lại cho Daisy. Nhưng kể từ khi ký bản di chúc đó, những điều kỳ lạ từng cái một đã xảy ra. Daisy đầu tiên là cảm thấy ai đó đang quan sát mình từ phía sau. Nhưng khi cô quay lại nhìn thì không có gì cả. Ngày hôm sau vào lúc sáng sớm khi cô đang nấu ăn, con dao ở nhà bếp bất ngờ rơi xuống đất. Ngọn lửa bếp ga cũng đột ngột lớn hơn. Nồi bắt lửa rất nhanh. May mắn đã phát hiện kịp thời, như vậy mới không gây ra hậu quả nghiêm trọng nào. Vào ban đêm, chăn của Daisy bị kéo xuống đất. Nhưng khi cô muốn đem chiếc chăn đi thì phát hiện chiếc chăn đã bị dẫm lên bởi hai dấu chân. Căn bản không thể kéo nó ra. Daisy sợ hãi vội vàng gọi Black, nói cho anh ấy biết mọi việc mới xảy ra khi nãy. Black sau khi nghe xong thì cho rằng là Daisy xuất hiện ảo giác do quá căng thẳng mà thôi. Để trở lại cuộc sống bình thường, Daisy quyết định đi làm. Nhưng hồ sơ của cô ấy đã để trong túi, lại biến mất một cách kỳ lạ. Và sau đó, Daisy bắt đầu hoảng hốt. Giây tiếp theo cô ấy đã ngất đi. Sau khi bác sĩ kiểm tra và nói với Daisy, đó là do dùng quá liều thuốc an thần nên mới bị ngất đi một cách đột ngột. Nhưng cô ấy chưa bao giờ sử dụng nó. Vào đêm đó, Daisy đã phát hiện một lọ thuốc an thần ở trong phòng tắm. Đây chính xác là chai mà cô ấy đã cho Ed uống. Cô ấy thấy lọ thuốc đó xuất hiện trong nhà mình một cách kỳ lạ. Daisy nghi ngờ rằng Ed chưa chết. Anh ta luôn ở đây theo cách không thể lý giải được. Tự trấn an rằng đây chỉ là một trò đùa. Hai ngày sau, ai đó đã sử dụng email của Daisy để gửi cho chị gái của cô ấy, để gửi một lá thư tuyệt giao với những lời vô cùng độc ác. Người chị tức giận đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Sau khi đến nhà của Black, một thế lực bí ẩn bất ngờ tát con gái của Black. Black nghĩ rằng đó là do Daisy làm, vậy là đã đuổi cô ấy đi. Những điều kỳ lạ này sắp làm Daisy phát điên. Cô ấy gần như đã bị dồn vào đường cùng, thề sẽ tìm ra sự thật đằng sau, không biết đó là người hay là ma. Tại thời điểm này, Daisy cảm thấy có vật gì đó đang leo lên từ chiếc thang. Daisy nhặt con dao lên, nhìn nước sơn nhỏ giọt xuống sàn, đi theo đến nhà bếp. Lúc đó cô ấy phát hiện, cái thứ đó không biết là người hay là ma. Sơn trên mặt đã được rửa sạch. Đột nhiên, Daisy bị một cánh tay vô hình bắt được, giữ chặt cổ và nhấc lên không trung, sau đó bị ném ra ngoài. Daisy lại bị túm tóc, kéo đến trước tủ. Cô nhân cơ hội cầm lấy cái đĩa đánh thật mạnh vào kẻ vô hình. Sau khi trốn thoát, Daisy gọi một chiếc xe dịch vụ trực tiếp đến nơi ở của bạn trai cũ Ed. Sau khi vào biệt thự, cô ấy liền mơ hồ đoán thành công mở được cửa mật khẩu của phòng nghiên cứu. Lúc này Daisy phát hiện trước mặt mình là một vật vô hình, lại có thứ gì đó chụp lại hình ảnh của cô ấy. Khi cô ấy nhấn phím mở khóa, một chiếc áo tàng hình công nghệ cao dần xuất hiện. Sau khi nhìn cảnh này, Daisy càng chán chán. Đó chính là do Ed mặc chiếc áo tàng hình để trêu đùa cô. Ngay khi cô ấy chuẩn bị lấy chiếc áo tàng hình, con chó ngoài cửa đột nhiên sủa lớn. Anh ta đã trở lại. Daisy biết được điều này, nhanh chóng ôm theo chiếc áo rồi trốn vào tủ quần áo. Nhưng cô ấy không ngờ, Ed tàng hình cũng bước vào. Daisy chớp lấy cơ hội, trực tiếp đẩy mạnh Ed và lao ra khỏi tủ. Nhân lúc con chó chặn đường anh ta, Daisy trốn khỏi biệt thự. Sau khi tìm ra sự thật, cô vội vàng hẹn chị gái đến một nhà hàng, chuẩn bị giải thích những hiểu lầm trước đó. Đột nhiên, con dao lơ lửng giữa không trung, sau đó lướt qua cổ của chị gái. Giây tiếp theo, con dao bay vào tay của Daisy. Bây giờ Daisy bị vu cáo là kẻ giết người, bởi vì cô liên tục gọi tên người chết là kẻ vô hình. Daisy bị đưa vào một bệnh viện tâm thần. Sau khi khám sức khỏe, bác sĩ nói với Daisy cô ấy đã mang thai. Nghe được tin này, Daisy không thể tin được. Ngày hôm sau, anh trai của Ed đã đến. Anh ta nói với Daisy chỉ cần sinh đứa bé này và cùng Ed sống những ngày tháng còn lại thì sẽ đưa cô ấy ra khỏi bệnh viện tâm thần. Nghe đến đây, Daisy càng tin rằng Ed vẫn còn sống. Để đưa anh ta ra ngoài, Daisy chuẩn bị tự sát. Cô ấy biết rằng Ed chắc chắn không đứng nhìn mình và con của anh ta chết. Quả nhiên, người đàn ông vô hình nắm lấy cánh tay của Daisy,
Daisy dùng chiếc bút đang cầm trên tay đâm một nhát về phía trước, trực tiếp đâm vào chiếc áo tàng hình làm hỏng hệ thống. Ngay lập tức hai người lao vào nhau. Rất nhanh, người giám ngục nghe thấy tiếng động bên trong liền bước vào. Chiếc áo tàng hình đang bị trục trặc, nó lúc ẩn lúc hiện và không ngừng nhấp nháy. Người giám ngục phát hiện ra điều bất thường, chuẩn bị ra tay. Người đàn ông vô hình đã lấy chiếc rùi cui điện dí chết anh ta. Daisy nhân cơ hội để chạy ra khỏi phòng bệnh, nhưng cô đã bị mấy gã cai ngục bắt được và kéo về. Lúc này, kẻ vô hình cũng đã đuổi tới. Với lợi thế tàng hình, anh ta hạ gục hai giám ngục một cách dễ dàng. Đối mặt với kẻ thù vô hình, những ghiềm ngục đến hỗ trợ cũng không thể ngăn lại anh ta. Chẳng mấy chốc cả nhóm đã bị tiêu diệt. Daisy tay cầm khẩu súng lục đuổi theo, nhưng cô ấy không phải là đối thủ của kẻ vô hình. Ed nói với Daisy, anh ta không nỡ làm tổn thương người mình yêu, nhưng anh ta có thể giết chết gia đình và bạn bè của Daisy. Nói xong, Ed liền rời đi, để bảo vệ những người thân yêu của mình. Daisy lấy một chiếc ô tô và đuổi theo anh ta. Đồng thời cô ấy gọi cho Black, bảo anh ấy hãy bảo vệ tốt con gái của mình. Vừa cúp máy, con gái của Black đã bị Ed tấn công. Black xông vào phòng với một khẩu súng, nhưng bị Ed hạ gục một cách dễ dàng. Thấy rằng Black sắp bị đánh chết, vào thời điểm quan trọng, Daisy tay cầm bình chữa cháy khô xông tới. Một tia nước lớn bắn ra. Nhìn thấy rõ hình hài của Ed, Daisy dùng súng bắn vào ngực anh ta vài phát, để hoàn toàn giết chết anh ta. Sau đó, Daisy tháo mặt nạ của đối phương. Đó là lúc cô ấy nhận ra, kẻ vô hình hóa ra là anh trai của Ed. Trước bình minh, đội đặc cảnh tìm thấy Ed ở tầng hầm. Nhìn thấy như vậy, nhận định rằng Ed và Daisy là nạn nhân. Nhưng Daisy lại không nghĩ vậy. Cô ấy nghĩ rằng Ed đứng sau tất cả, vì bên kia có thể giả chết, vậy sẽ không khó để đổ lỗi cho anh trai của anh ta. Chỉ khi Ed nhận tội trước pháp luật, mọi người mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Để tìm bằng chứng cho thấy Ed là kẻ vô hình, Daisy đeo trên mình thiết bị nghe lén, để đến và nói chuyện với anh ta. Ed cứ làm nhảm, không trả lời trực tiếp câu hỏi. Daisy có hơi mất kiểm soát, vào phòng tắm chỉnh lại lớp trang điểm. Tại thời điểm này, Ed giống như bị người nào đó kiểm soát, cầm lấy con dao cứa vào cổ. Daisy từ phòng tắm đi ra, la hét lớn khi thấy Ed ngã xuống đất. Cô ấy hoảng sợ, gọi ngay cho đồn cảnh sát. Sau khi cúp máy, Daisy lui vào góc chết của màn hình và thay đổi khuôn mặt của mình. Hóa ra là, chính Daisy đã giết Ed. Cô ấy đang sử dụng cái mà cô ấy để lại trong tủ, chính là chiếc áo tàng hình đó. Chính vì vậy Daisy đã chọn nói chuyện tại nhà của Ed, muốn sử dụng hệ thống giám sát ở đây, loại bỏ chứng cứ giết người của mình. Sau khi thấy Ed bị hạ gục, Daisy bước ra khỏi biệt thự và biến mất. Bộ phim được phát hành năm 2020 này của The Invisible Man chắc chắn là phim kinh dị khoa học viễn tưởng hàng đầu của năm. Sự kết hợp của hiệu ứng âm thanh và lượng lớn những cảnh phim trống, nó trực tiếp lấp đầy bầu không khí kinh dị. Nếu bạn cũng thích phim kinh dị khoa học viễn tưởng, vậy thì Kẻ Vô Hình là bộ phim mà bạn không được bỏ lỡ. Trong đêm khuya.